Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao trong quân đội và dân quân tự vệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2026. Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đã thống nhất nội dung chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn. Hàng năm tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kết hợp ngày chạy thể thao quân sự CISM và các hoạt động thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ của nhà nước, quân đội và đơn vị. Thông qua chương trình ký kết, hai bên sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong quân đội và dân quân tự vệ trên địa bàn huyện, đồng thời đưa phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang nói riêng và phong trào thể dục thể thao của toàn huyện phát triển vững mạnh.